Bây giờ ý thứ ba mà tôi nói, cái bằng chứng sống nó cho thấy thế này, ở trong chiến dịch Điện Biên Phủ, khi mà không khí động viên nó mạnh mẽ như vậy, một cái xe thồ lên đỉnh núi thế này, theo lý thuyết một người 50 kg, về lý thuyết vật lý chỉ nâng được 50 kg thôi, thế mà thêm cây gậy đẩy dốc ngược thế này gần như bê 50 kg nữa lên đẩy 100 kg, và lúc cuối cùng có một anh có 50 kg mà đẩy tới 300 kg. Khi người ta được động viên với cùng một năng lực, người ta làm 300% hiệu suất. Cho nên cái kỳ diệu của động viên nó ở chỗ đó, hiểu không? Đấy là minh chứng trong thực tiễn. Hai quả đạn để trong một cái thùng, mà mỗi một quả đạn cao xạ thế này 50 kg, mà một chị dân quân, chị tuyển nhà mình vác chỉ được một trái thôi, mà lúc cái cậy nắp không được, mà pháo thì cần rồi, khoảng cách 10 mét, thế mà chị bê được cả hai thùng, chị chạy. Vì lúc đó động viên nó đạt. Sau khi mà chiến tranh xong, bảo anh ở Điện Biên Phủ lấy cái xe chất lên 300 kg đẩy đi để quay phim làm tuyên truyền, không đẩy nổi nữa, bởi vì lúc đó nó thiếu cái chất động viên, đúng chưa? Tôi đặt vấn đề như vậy để tôi muốn nói các anh chị, để đạt được một công suất của một doanh nghiệp, đầu tiên chiến lược, thứ hai trình độ tổ chức, thứ ba hệ thống năng lực hổ đầu đàn điều khiển người ta, và cuối cùng là trình độ kiểm tra. Ở trong hệ thống lãnh đạo thì trong đó nó có yếu tố con người, mà con người thì nó có 4 nhân tố: tuyển, dùng, giữ và sa thải. Nó thành nghề của cái anh lãnh đạo này. Mà trong cái nghề lãnh đạo này thì có dùng người, mà trong dùng người thì nó có nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố việt tử, đó là động viên nhân viên, thấy chưa? Đó chính là cái phạm vi mà mình phải nghiên cứu nó.